Ôi các bạn ơi, là con quái vật gì mà nó có thể bay lơ lửng luôn, nó có thật nhiều cái chân. Các bạn ơi, con quái vật đó nó có 6 cái chân lận. Lần trước siêu nhân đã thu phục được một con quái vật náp náp, nhưng mà vẫn còn một con quái vật ban ban. Lần này thêm một con quái vật này nữa, là 2 con quái vật. Bây giờ mình sẽ đi về nhà tìm mảnh ghép người sắt để lắp ghép lại chiến đấu với mấy con quái vật này nha các bạn. Ở chỗ này có nhiều đồ ăn lắm này các bạn ơi. Đây là một buồng dừa nước. Bên đây là nguyên một dàn bông luôn nè. Nó sắp cả buồng nữa rồi nè. Cái này là có khả năng ăn được rồi đó các bạn. Đợi khi nào siêu nhân thu phục được quái vật thì mình sẽ đến đây chặt buồng dừa nước này để thưởng thức. Phía bên kia vẫn còn nữa kìa. Này, ở bên đây là bông. Ở trong kia có một buồng nữa. Này, 2 buồng luôn các bạn ơi. Một buồng nhỏ và một buồng lớn. Lan man quá, nãy giờ lo nói chuyện đồ ăn không, bây giờ quay lại vấn đề chính là mình phải lắp ghép siêu anh hùng. Phải vượt qua khu vườn này, xong rồi băng qua cái ruộng kia mới về tới được nhà nha các bạn. Lúc đó mới có được mảnh ghép, chứ ở đây không có chứ gì đâu. Bây giờ mình sẽ đi lằng lằng theo đây nè. Ê mèo, tìm chỗ trốn đi nha cưng. Ở đây có một con quái vật. Đó, hình như là anh siêu nhân khổng lồ xanh. Vậy là chúng ta khỏi cần đi về nhà, cứ thư thả ở đây để anh khổng lồ xanh thu phục con quái vật kia. Có bạn nào biết đây là trái gì không? Đây là trái bình bát nha các bạn. Khi mà nó chín rồi chúng ta có thể dầm với đá, đường, ăn ngọt ngọt, chua chua. Trên cây này có rất là nhiều trái luôn các bạn ơi. Nhưng mà màu xanh này là nó chưa có chín. Khi mà nó chín sẽ chuyển sang màu vàng. Đây nè, ở đây đùm 3 trái nữa nè. Bên đây một trái, đằng kia một trái, dưới đó một trái, ở trên kia thêm 4-5 trái gì nữa. Không xong rồi, anh khổng lồ xanh đánh không lại con quái vật ban ban. Anh khổng lồ xanh bị đánh bay đi luôn rồi. Bây giờ mình phải đi qua bển xem anh ấy có sao không. Anh siêu nhân bị đánh bay vô đây nè các bạn ơi. Đây này, nhưng mà hai tay của anh siêu nhân ở đây chỉ còn một cái tay thôi. Bây giờ mình phải lắp một cái tay này vào và tìm xung quanh đây còn cái tay nào nữa không. Không thấy rồi, trước tiên mình sẽ lắp cái tay này vào trước nha. Ở phía trước siêu nhân có một cái đèn, nhưng mà bây giờ nó hết sáng luôn rồi các bạn ơi. Chắc là siêu nhân không còn hoạt động được nữa rồi. Bây giờ phải lắp cái tay trước vào. Còn quái vật đó nó không mạnh lắm, nhưng mà anh khổng lồ xanh quá khinh địch cho nên đã nhận lấy hậu quả. Anh khổng lồ xanh bây giờ chỉ còn một tay thôi các bạn ơi. Cái đầu của anh khổng lồ xanh cũng bị nứt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đem anh khổng lồ xanh về nhà, rồi sẽ từ từ tìm cánh tay sau. Bây giờ đã đến lúc anh người sắt ra tay. Mình sẽ tiến hành lắp anh người sắt này ở đây, xong rồi sẽ đem đi chiến đấu nha các bạn. Wow, anh người sắt này không nhiều chi tiết lắm các bạn ơi. Sẽ cho anh người sắt đổi cái nón này vào. Tiếp theo là đeo mặt nạ vô nha các bạn. Nè, mặt nạ này có thể kéo lên hay sụp xuống được nè. Kéo lên, sụp xuống, kéo lên, sụp xuống, kéo lên, sụp xuống. Tiếp tục vũ khí. Vũ khí này lạ luôn, vũ khí này nào thì chưa thấy anh người sắt sử dụng luôn. Rồi ok, anh người sắt của chúng ta đã hoàn thành rồi. Mấy con quái vật kia hãy chờ chết. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ cho anh người sắt phóng to lên nha các bạn. Phóng to lên một cái là mấy con quái vật kia nó hết hồn liền. Anh người sắt bay nhanh quá, mình đi theo không kịp. Bây giờ mình sẽ đi lên đống đá này để xem anh người sắt chiến đấu. Khi mà đi lên trên cao thì tầm nhìn chắc chắn sẽ xa hơn nha các bạn. Nhưng mà muốn đi lên trên cao hơi bị khó à nha. Ây da, tính ra cũng không khó lắm. Đã tới được lên trên đỉnh rồi nè các bạn ơi. Đó, chúng ta có thể nhìn xa ra, nhìn ra tút tút qua cây cầu bên kia luôn kìa. Nhìn xuống mé sông luôn. Khi mà lên trên được đống đá này rồi, vừa cao, có gió, nhìn xa mà mát nữa, thật là tuyệt vời.
anh người sắt đã thu phục được một con quái vật rồi. Bây giờ anh người sắt đi tìm thêm con quái vật kế tiếp. Mình sẽ đi theo nha các bạn. Ây da, đi xuống. Đi xuống hình như là khó hơn đi lên. Nó có thể bị trơn các bạn ơi. Ok. Ở ngoài đó là con khủng long ba sừng. Con khủng long đó nó không có ăn thịt, nhưng mà mình đi gần nó sợ nguy hiểm là nó tấn công mình luôn. Cho nên bây giờ phải đi đường vòng. Khi cơ thể vận động nhiều mới biết tầm quan trọng của nước. Cho nên phải bổ sung nước thường xuyên nha các bạn, cho dù là ở nhà hay là ở ngoài trời. Trong lúc người sắt đang chi tìm quái vật, mình sẽ đi tìm cánh tay còn lại của người khổng lồ xanh nha các bạn. Đi lạc vô trong khu vườn này là mấy cái cây này là kêu bằng cây bắp đó các bạn ơi. Cây bắp hay còn lôi là cây ngô. Đứng từ trên đây nhìn xuống, nhìn thấy cánh tay của anh khổng lồ xanh này các bạn ơi. Ở dưới kia, nhưng mà mình phải đi đường vòng mới xuống dưới đó được. Ở dưới đó là bờ kè nha các bạn. Rất may, đang là lúc nước cạn, cho nên chúng ta có thể đi xuống đó được. Nếu như mà nước lớn, là cánh tay của anh khổng lồ xanh đã bị trôi theo dòng nước luôn rồi. Ở đây có quá nhiều gác. Quất gác xuống sông là một hành động không đẹp chút nào nha các bạn. Đây nè, đây là một bờ kè người ta để đá như thế này, đừng có cho nó sạt lở. Thấy gì đó các bạn ơi, cánh tay của anh người xanh nằm chơi vơi ở đây. Ok, vậy là chúng ta có thể khôi phục anh người khổng lồ xanh được rồi. Anh người sắt đã mất tiêu rồi. Bạn ngựa vằn đang gặp nguy hiểm. Anh người sắt đi theo em nè. Em đã nhìn thấy con quái vật kia. Nó đang ở bên một khu gần điều. Bạn ngựa vằn bị nó đánh một phát, văng đi mất tiêu luôn anh người sắt ơi. Hãy dẫn tay đến đó. Nhanh chân lên anh tài. Anh người sắt quá là đỉnh luôn các bạn ơi. Anh người sắt quá là bủ bối, không thể rời xa mình. Mình sẽ đem anh người sắt lúc nào mình cũng sẽ để bên mình hết luôn các bạn ơi. Mình sẽ để lên chiếc xe cho anh người sắt lúc nào cũng được đi chơi cùng với mình. Kẹp anh người sắt vô trong đây này nha các bạn. Đấy, như vậy chưa cứng đâu, mình sẽ dặn cái này lại nữa, siết vào đó là sẽ cứng khừ luôn. Ok luôn đó các bạn. Alo, bây giờ chúng ta cùng nhau dạo chơi thôi anh người sắt ơi. Sinh vật màu xanh kia sao mà giống quái vật trong game quá vậy? Đúng là quái vật trong game rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi theo xem quái vật đó đi đâu và làm cái gì nha các bạn. Mình sẽ đi từ từ, giữ khoảng cách, đừng có cho nó phát hiện nha các bạn. Rất may là hôm nay đi chơi mình có đem theo món đồ này. Đây là con rồng ba đầu. Bây giờ mình sẽ lắp ráp con rồng này để cho nó thu phục quái vật game kia. Ok, tiến hành nhanh chóng lên nha các bạn. Wow, mở bọc ra đầu tiên mình sẽ thấy được hai cái cánh nè. Hai cái cánh này mình sẽ để riêng qua, lắp các bộ phận kia xong rồi mới tới cái cánh này nha các bạn. Wow, ngon à. Đây nè các bạn ơi, đây là ba cái đầu nè. Mình sẽ để ba cái đầu ở bên đây. Mình sẽ nhóm từng bộ phận lại, như vậy thì sẽ dễ lắp ráp hơn. Ba cái đầu, hai cái cánh. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Đây là cái thân, sẽ lắp cái chân này vào. Một bên chân, hai bên chân. Ok, như vậy là đứng được rồi nè. Từ bộ phận này bây giờ mình sẽ nối dài cái đuôi ra. Không biết đúng không nữa. Cái đuôi của con rồng này nó có quá nhiều đoạn. Đã đắp đến đoạn thứ 3 rồi, nhưng mà vẫn còn dài ra nữa. Ok, xong cái đuôi rồi các bạn ơi.
chỗ này dính dính lên cái ơi. Ồ, cái đuôi của bạn còng này dài như là một con rắn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn hai cái cánh. Quên rồi các bạn ơi, bây giờ lắp phần đầu trước chứ. Một cái đầu nè. Rồi, ok, tiếp tục cái đầu tiếp theo. Chúng ta được hai đầu rồi, tiếp tục còn cái đầu thứ ba. Ok, là ba đầu, nhưng mà không biết đúng hay chưa. Từ từ, để một hồi nữa xem sao. Mình đã xem kỹ lấy rồi các bạn ơi, gáp như vậy là không có đúng. Bây giờ mình phải đi về nhà tìm cái giấy hướng dẫn mình coi lại mới được. Ở đây có quá là nhiều bông luôn. Có bạn nào biết bông này là bông gì không? Bông của nó chùm 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 luôn nè. Đây là cây, mình mới coi thông tin trên internet, cây này là cây sử quân tử nha các bạn. Cái này khi mà nó dài ra, nó tỏ cái bóng ra là rất là mát luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được hướng dẫn lắp ráp rồi các bạn ơi. Bây giờ tìm chỗ này an toàn để lắp ráp thôi. Chỗ an toàn bây giờ là một chỗ mà con quái vật game nó không phát hiện ra mình. Cái thứ hai nữa là nó phải là một nơi không có nắng. Tại vì bây giờ trời rất là nắng các bạn ơi. Ngồi giữa trời nắng thì không có thể nào tập trung mà lắp ráp được đâu. Cái gốc cây bự như thế này thì cái tán cây các bạn nghĩ đi, nó sẽ bự như thế nào các bạn? Ở chỗ này có hơn 10 cây như vậy thì đảm bảo ánh nắng khó mà xuyên qua khe lá được các bạn ơi. Nói thì nói như vậy nhưng mà có mấy chỗ ánh nắng vẫn xuyên qua tuốt các bạn ơi. Đây nè, một chỗ nè, bên đây một chỗ nè, nhưng mà mình sẽ tránh mấy chỗ đó ra thôi. Chỗ này vừa mát vừa có thảm cỏ xanh ngắt luôn các bạn, rất là im. Các bộ phận này mình đã lắp ráp thành những cái mà bộ phận lớn rồi, điển hình như là cái đầu nè các bạn. Mình đã gấp thêm mấy cái này vào nè. Còn hôm trước mình bị sai là bị sai chỗ này, cái đầu tự nhiên ở đây gắn vô chỗ đây luôn là đâu có đúng. Mình phải qua một cái này nữa nè cho nó dài ra đó này, rồi mình mới đẩy cái đầu vào trong đây, như vậy mới là hợp lý. Vô, vô, vậy là xong rồi đó các bạn. Nếu mà không có tờ giấy hướng dẫn là mình chưa có lắp ráp được con rồng này đâu các bạn. Bạn rồng của chúng ta sẽ đi tìm quái vật trong game kia. Thật là ngứa tai ngứa chân quá. Không biết xung quanh đây có con vật gì không, ta sẽ đi tìm và đánh nó cho đã tay chân chơi coi. Trong quá trình tìm kiếm con quái vật kia thì mình sẽ lên trên internet để tìm kiếm thông tin của nó. Mình tìm được thông tin rồi các bạn ơi. Đó là nhân vật khắp thành phít đồ ở trong game đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đi tìm nhân vật này nha. Vận động cả ngày rồi, bây giờ đói bụng quá các bạn ơi. Bây giờ phải tìm cái gì ăn mới được. Không có đồ ăn, một hồi đi hết nổi luôn. Mình sẽ cho bạn rồng đi vào trong cái hang này nè các bạn. Ở đây có một cái hang nè, cho bạn rồng vô trong đây rút cái đầu ra, xong rồi mình đi ăn. Mình sẽ quay lại mình tìm bạn rồng. Lúc vô em đi nha bạn rồng. Đó, lú mấy cái ba cái đầu ra thôi. No rồi, bây giờ uống nước vô một cái cho đã khát nha các bạn. Quá đã. Cấp thành thích đồ đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Công sức lắp ráp bạn rồng bấy lâu nay, bây giờ đã đến lúc sử dụng bạn rồng rồi. Mình sẽ đi lấy bạn rồng, đưa bạn rồng đến một nơi không gian rộng rãi, thoáng mát để cho bạn rồng thể hiện sức mạnh. Ồ nhưng mà khoan đã, cái hang lúc nãy đâu mất tiêu rồi. Cái hang của bạn rồng đâu mất tiêu rồi. Mất định hướng luôn rồi. Từ từ. Từ 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 từ. Từ từ. Đây, đúng rồi. Hên quá bạn rồng vẫn còn ở đây. Tính ra bạn rồng này mình lắp ráp 2 ngày luôn mới xong đó các bạn. Ngày thứ nhất mình lắp ráp giữa chừng bị bí, xong rồi về nhà nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau có hướng dẫn mình lắp ráp mới xong. Cần một nơi trống trải rộng rãi cho bạn thể hiện. Giờ đây hoàn toàn ok luôn rồi. Rất là rộng, bao la rộng lớn luôn. Cho bạn xuống chỗ này. Ok, thể hiện sức mạnh đi bạn rồng ơi. Mình sẽ núp ở trong gốc cây này đợi tin chiến thắng nha các bạn. Hay quá luôn rồi, một chiêu một là lụm luôn. Bây giờ cũng như thường lệ, mình sẽ đi tìm chiến lợi phẩm là cái gì quên rồi, là khắp thành thiết đồ đưa về bộ sưu tập của mình.
nó nằm ở tuốt đằng kia luôn kìa các bạn ơi. Bây giờ buổi chiều rồi, mát mẻ quá. Bây giờ buổi chiều người ta ra đây, người ta dắt chó đi dạo nữa. Đây nè. Bây giờ nó là một mô hình, nhìn thấy cưng quá. Hello các bạn, mình đã thoát khỏi quái vật Genko. Và bây giờ mình sẽ dùng Lego này lắp ráp lại, dùng đồng loại của nó để chiến đấu với nó. Mình lỡ tay làm rớt quả trứng xuống sông rồi các bạn ơi. Quả trứng đó là ở bên trong là có Goku. Bây giờ mình phải tìm cách lấy quả trứng lại mới được. Quả trứng đó mình mua cho bạn bò. Không tới rồi các bạn ơi. Phải tìm cái cây gì đó nó xèo được. Ở đây nhiều gác quá. Ở phía bên đây có một miếng dán này, mình có thể lấy miếng dán này để xèo được nè. Cẩn thận, chật chân một cái là ướt nguyên mình luôn. Từ từ. Anh siêu nhân ở trong quả trứng đó thì sẽ không bị ngộp nước đâu. Nước không có vô trong quả trứng được. Quả trứng nó rất là kín. Muốn mở ra cũng rất là khó chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn. Ok, đã giải cứu được rồi. Quả trứng yêu dấu cuối cùng cũng đã trở về tay của mình. Bây giờ mình sẽ lắp Lego trước, xong rồi mới mở quả trứng này ra cho các bạn xem nha. Cái mỏ của nó có thể cạp lên cạp xuống được nè các bạn. Nhìn tổng thể thì bộ Lego này không khác nhiều lắm so với con quái vật ngược mình lúc nãy. Mình sẽ lắp ráp từ những bộ phận lớn trước nha các bạn. Cái phần xanh xanh này không biết có phải cái quần không nữa. Nhưng mà con quái vật lớn lúc nãy không có cái phần xanh xanh này. Mà thôi kệ, lắp xong đi rồi tính sau nha các bạn. Trong một đống phụ kiện này, mình sẽ ưu tiên hai cái tay, vì hai cái tay nó lớn sẽ dễ lắp. Như vậy là xong một cái tay. Xong hai cái tay. Tiếp theo sẽ là bộ phận nào đây? Mấy cái nhỏ nhỏ này nó khớp thì mình gắn nó vô trước nha các bạn. Thì ra đây là cái ngón tay. Và bây giờ sẽ là bàn tay. Một cái ngón tay. Hai cái ngón tay. Wow, cuốc của nó nè các bạn. Ở dưới đây còn hai cái móng nữa. Một cái móng vuốt, hai cái móng vuốt. Cái bàn tay tiếp theo cũng lắp y chang như vậy là sẽ được hai cái bàn tay. Bây giờ mình chỉ việc cho hai cái bàn tay vào trong hai cái lỗ này thôi các bạn. Một cái lỗ thứ nhất này có thể bẻ lên được nè. Đó, di chuyển lên di chuyển xuống được nè. Tiếp theo một cái lỗ thứ hai. Ok, bây giờ có hai cọng dây xích này nữa, rất là ngộ luôn nha. Cho hai cọng dây xích vào bên hai cái tay, phía ngoài tay nè có cái lỗ này, bấm vô chỉnh. Ok nè các bạn ơi, quái vật này lắp ráp xong nhìn cũng khá ngầu nha. Đánh xong lại rồi, bây giờ mình sẽ nhờ tới anh Goku trong quả trứng lúc nãy mà các bạn đã xem á. Anh siêu nhân còn đang trong quả trứng này. Anh siêu nhân sẽ nhanh chóng được ra thế giới bên ngoài thôi. Không khó gì mấy. Lớp vỏ này là gồm hai mảnh như thế này nè các bạn. Chỉ việc mở ra là được thôi. Bây giờ mình muốn lắp lại cũng được, nó bóp lại là nó dính lại như thế này thành một quả trứng. Siêu nhân Goku đã xuất hiện. Tên tên tên. Tóc màu đỏ, đôi giày cũng màu đỏ luôn nha các bạn. Và
bên đây là cái gì đây? Hình như là... À đúng rồi, cái này để cho anh siêu nhân đứng. Ghim vào trong đây. Và anh siêu nhân có thể đứng được rồi. Yeah. Bây giờ sẽ đưa anh siêu nhân đi kiếm chỗ để xuất chiêu liền. Con quái vật kia gặp anh siêu nhân là sẽ chạy ngay thôi. Đưa anh siêu nhân tới chỗ chiến đấu, xong là mình sẽ đi tìm mô hình quái vật lúc nãy. Lúc nãy bị con quái vật siêu to kia nó đánh. Bây giờ mô hình của mình không biết ở đâu. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ cho anh siêu nhân đứng ở trong cái bụi cỏ này, núp ở trong đây. Ok anh siêu nhân, cho che là gì nè. Chừng nào gặp con quái vật kia là phóng to lên. Anh Tài, đang đi đâu mà dáng vẻ gấp gút quá vậy? Em đi tìm mô hình quái vật, anh người sắt có nhìn thấy không? Thế thì không thấy rồi, nhưng mà tại sao phải đi tìm? Mô hình của em chiến đấu không lại quái vật gánh khô, cho nên bị đánh bay mất tiêu, anh người sắt có thể giúp em được không? Đương nhiên là được rồi, anh Tài đi tìm mô hình đi, còn lại để ta xử lý. Ở phía đống đá đó, hình như là cánh tay mô hình. Cánh tay mô hình nằm ở đây, thì các bộ phận còn lại cũng sẽ vòng vòng đây thôi, không đi đâu xa đâu các bạn. Mình sẽ tìm hết đống đá này, phải cố gắng tìm được mô hình, sau đó đến hội ngộ cùng anh người sắt. Hình như chỗ đó là một cánh tay nữa kìa. Vậy là được hai cánh tay rồi, còn bộ phận chính thì chưa thấy. Tiếp tục tìm bộ phận chính nha các bạn. Trời này nắng muốn cháy da luôn các bạn ơi. Ý là mình có đeo găng tay, có mặc áo khoác, có đội nón luôn, mà chỉ muốn không nổ luôn á. Các bạn đi ra đường nhớ đội nón, mặc áo khoác, đeo khẩu trang nha. Tại mình nói chuyện mình mở khẩu trang ra, nhưng mà nghĩ nói là mình đeo khẩu trang vô liền. Mô hình của anh đang bên gốc cây kia kìa anh Tài ơi. Hèn chi, hồi nãy giờ em tìm bên đống đá đó không có. Cảm ơn anh người sắt nha. Bên gốc cây đó mát, anh vô trong đó ngồi và đợi tin chiến thắng của ta luôn nhé. Ok anh người nhện ơi, tạm biệt. Hồi nãy anh người sắt mà mình chào lộn anh người nhện các bạn ơi, không biết anh người sắt có nghe không nữa. Nè, thì ra ở trong đây mát mẻ như này, dưới một gốc cây mà nãy giờ mình không biết tìm, mình tìm ngoài đống đá kia nắng quá chèn. Như vậy là đủ ba bộ phận rồi nè các bạn. Vô trong bóng cây này ngồi vào một cái, mát mẻ gì đâu luôn các bạn. Bây giờ mình ngồi ở đây mình đợi tin chiến thắng của anh người sắt nha. Hai cánh tay này đơn giản lắp vô một cái là xong thôi. Đã có anh người sắt giúp đỡ thì anh Goku anh Goku khỏi phải chiến đấu vất vả. Bây giờ em sẽ cho anh vô trong cái quả trứng này nha. Em sẽ đẩy anh lại. Vừa luôn. Anh Tài, quái vật đã bị ta thu phục rồi. Hay quá vậy anh. Anh người sắt, number one. Nó đã bị ta đánh bể ra thành từng mảnh. Anh Tài có thể đi tìm và lắp ráp thành một mô hình được đó. Vậy thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn anh người sắt rất là nhiều. Ủa nhưng mà bây giờ biết tìm những cái mảnh ghép đó ở đâu đây anh người sắt? Phía sau ta có một bãi cỏ. Anh Tài, hãy đi vào đó mà tìm. Ok anh người sắt luôn. À? Là con quái vật màu hồng. Con quái vật này, nó chỉ có hai chân mà nó không có hai cái tay. Cơ thể của nó là nguyên một màu hồng, nhìn giống như là quái vật ở trong game đó các bạn ơi. Trong game quái vật cầu vồng. Mình sẽ đi theo dõi xem nó đang đi đâu nha các bạn. Nó đã bị anh siêu nhân đội trưởng Mỹ đánh cho bể ra thành từng mảnh. Bây giờ mình sẽ đi lượm từng mảnh đó ghép lại thành một mô hình quái vật cầu vồng nha các bạn. Ở chỗ này rất là rộng, muốn tìm được các mảnh ghép đó thì phải kiên trì lắm nha các bạn. À cũng may ở đây có màu xanh, còn con quái vật kia là màu hồng, cho nên nếu như mà có nó thì chúng ta sẽ rất dễ nhận ra. Hình như là nhìn thấy được cái đầu của nó rồi. Có một màu hồng nổi bật ở trên cái đám màu xanh đó kìa các bạn. Đây này. À đây là cái đầu của nó. Phát hiện ra trên cái cây này có một cái gì lạ lạ này các bạn có nhìn thấy không? Màu vàng. Không phải là mấy con kiếm này đâu nghe. Mấy con kiếm này cắn cũng đau lắm đấy. Nhưng mà cái mình muốn nói chính là cây kiếm này. Cây kiếm này quá nhỏ so với cái tay của mình, nhưng mà hy vọng sẽ khớp với mô hình quái vật cầu vồng. Có bạn nào biết đây là con gì không? À ha, đây. Rất là nhẹ luôn. Đây không phải là cái xác của nó đâu nghe, mà đây là cái vỏ của nó thôi. Đây là cái vỏ của con que sầu nha. Khi con que sầu lột xác, nó sẽ bay lên những tán cây để mà tìm bạn đời. Còn cái vỏ này nó sẽ bỏ lại nè các bạn. Chốt lại là chỉ mới tìm được cái đầu và một cây kiếm thôi. Bây giờ phải khẩn trương tìm, nếu không trời tối sẽ tìm không kịp. Thì ra là một bạn gà con đang ăn những cái hạt. Bạn gà con ăn hạt, mà đừng có ăn cái mảnh ghép màu đỏ của mình nha bạn gà con. Đây nè các bạn ơi.
Wow. Bạn gà con ăn thoải mái đi nha. Từ hồi nãy giờ tìm vất vả mà chỉ mới được có 3 chi tiết thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái đầu gắn vào cái mình. Ok. Bây giờ mình phải di chuyển tới chỗ khác nha các bạn. Ở chỗ đó tìm nãy giờ mà không có gai thêm mảnh nào nữa trơn á. Hồi nãy giờ đi vòng vòng trong đó nực quá. Lên xe chạy một phát, mát quá chàng. Bây giờ mình đã gửi xe và tiếp tục đi bộ nha các bạn. Đi bộ mới nhìn được chi tiết. Chứ mà chạy xe là giống như cởi ngựa xem qua vậy đó, không có nhìn được từng ly từng tí đâu. Ở đây buổi chiều mát mẻ, người ta đem cún cưng ra đây dạo chơi thật là đông vui. Phát hiện ra nguyên một nhúm luôn các bạn ơi. Nguyên một nhúm rất là nhiều chi tiết luôn nè. Ok luôn, bây giờ mình gáp ngay chỗ này luôn nha. Mình sẽ đặt thanh kiếm xuống. Ok, cưng đứng ở đây đi cưng kiếm. Ok, hai cái chân. Rồi, sắp hoàn thành rồi. Nhưng mà thấy dư dư sao á các bạn ơi. Không lẽ là cái tay? Đúng rồi, nhưng mà hồi nãy là đâu có tay đâu, nhưng mà bây giờ lại có tay. Đúng rồi, bây giờ phải có tay mới có thể cầm được cây kiếm chứ. Dạ, cánh kiếm. Ok. Dạ, cái này sẽ giúp bạn ấy đứng lên. Ok luôn nha các bạn. Hoàn thành rồi nha các bạn. Cái đế màu đen này sẽ giúp cho bạn ấy đứng vững hơn. Mình qua lại cũng không gớt luôn nè. Các bạn ơi, mình mới phát hiện ra ở đây có một cái đường hầm. Mình vào trong đây khám phá cái đường hầm này nha. Cái đường hầm này nó cao hơn mình có chút xíu thôi. Cái đường hầm này nó đi xuyên qua một con đường. Xe cộ mà muốn sang đường thì sẽ chui qua cái đường hầm này nha các bạn. Nó sẽ an toàn hơn. Đi ở phía trên thì rất là nguy hiểm. Ở cái tấm trắng trắng mà trước á, nó là cái cổng hầm đó, ánh sáng nó cháy vậy đó các bạn. Ở trong đường hầm này không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ra ngoài mé sông này nè. Rất là mát mẻ nha. Mình đi đâu mình cũng đội cái nón bảo hiểm này vào hết. Nó vừa mát mà nó vừa có cái kính này nữa, giúp mình chống nắng chống bụi rất là ok luôn á. Là con rắn khổng lồ. Bây giờ mình phải tìm cách thu phục con rắn này. Cũng may là mình đi chơi, mình có đem cái này theo nè các bạn. Đây là siêu anh hùng thằng sấm. Bây giờ mình sẽ ghép siêu anh hùng này lại để siêu anh hùng thu phục con rắn kia nha. Búa này thấy hoành tráng quá các bạn ơi. Để cái búa này qua bên đây đi. Này mình sẽ sắp lên cho mình dễ nhìn nha. Đây. Đây là cái áo này để sau cùng đi. Bây giờ mình sẽ lắp. Hả? Cái chân này lắp sẵn, người ta lắp sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ thêm bộ tóc này vô thôi. Ok, siêu anh hùng của chúng ta có bộ tóc. Rồi cái tai. Cái búa này là sấm chớp dữ dội lắm nè nghe. Vô. Wow, mái tóc nãy không chắc nên xúc ra. Ok, anh thằng sấm như vậy là chiến đấu được nha các bạn. Khỏi cần mặc cái áo vô đâu, mặc cái áo tròn vô thì nó gò bó lắm. Bây giờ tìm con rắn kia thôi. Ở bên kia là chỗ thích hợp cho siêu anh hùng phóng to lên nè các bạn. À? Con rắn kia nó bò tới rồi các bạn ơi. Mình sẽ chạy vào đây trốn nha, để siêu anh hùng thu phục nó. Không được, chỗ này trống quá, chỗ không được vô trong đây nè. Hay quá siêu nhân ơi. Con rắn kia đã bị thu phục rồi. Đáng đời con rắn kia. À, còn mình đây là siêu anh hùng. Cảm ơn siêu anh hùng rất nhiều. Siêu anh hùng phải đi về nhà với em. Con rắn này bây giờ nó trở thành con rắn nhựa rồi các bạn ơi. Wow. Nhưng mà con rắn này thật là
hay là ngộ nghĩnh, nó có thể uống cong mấy cái này luôn nè các bạn. Nè, à, quất cái đuôi nó lên trên cái đầu luôn. À, con rắn này về nhà là bạn bò thích lắm đây các bạn ơi. Cái trụ cầu Cần Thơ này bự quá chẹn luôn các bạn ơi. Chiều ngang của cây cầu này tạo ra một bóng mát rất là lớn. Chúng ta có thể đi dạo xung quanh đây mà không có bị nắng. Chỗ này mát mẻ như thế này, lấy con này ra chơi là hợp lý luôn rồi các bạn ơi. Cái con này nhìn nó nhỏ vậy thôi nha, mà mình thổi lên một cái là nó bự khổng lồ luôn. Nè, nó có một cái lỗ, bây giờ mình sẽ nhét vô trong cái lỗ này. Còn bữa nữa. Có khi nào nó đang thổi mà nó bể không ta? Cái này là con cá lúc mít các bạn ơi. Cái đầu của nó nè. Thôi hết nổi rồi. Như vậy đủ chơi rồi. Cái này mình sẽ đem về cho bạn Bo chơi nha các bạn. Mình sẽ để lên trên xe. Mình còn nhiều món đồ chơi lắm. Bên kia là con Woody, nó đang định tấn công con bò. Anh thằng Sấm sắp có dịp trổ tài nữa các bạn ơi. Anh thằng Sấm ơi, bây giờ anh giúp bạn bò xử lý con Woody kia nha anh thằng Sấm. Em sẽ đưa anh đến một chỗ rộng rãi thoáng mát để phóng to và xử con Woody kia. Mà tính ra ở đây chỗ nào cũng đẹp hết anh thằng Sấm ơi. Ở đây là một thảm cỏ nè, anh biến hình chỗ nào cũng ok hết nè. Nhưng mà cỏ này nó sẽ mịn hơn, im chân hơn. Còn cỏ này, ok, em sẽ để anh xuống cỏ này nha. Em là mèo trắng, em bị lạc đường rồi anh chị ơi. Các bạn ơi, ở đây có một bạn mèo nè. Mình phải kêu bạn mèo này tìm chỗ ẩn náu nha. Bạn mèo ơi, ở đây có con hút ghi đó, bạn tìm chỗ chạy trốn đi. Ok, chạy trốn cẩn thận nha. Khi nào xong chuyện, mình sẽ đến đây đưa bạn về nhà. Bạn bò sữa, bạn trốn ở đây đi. Anh siêu nhân đang tìm con hút ghi kia xử lý nó rồi. Bạn cứ yên tâm. Các bạn ơi, anh thằng Sấm đã phóng to lên rồi. Không biết con hút ghi nó lợi hại cỡ nào. Không biết là anh thằng Sấm có chiến thắng được nó không. Bây giờ chúng ta cùng nhau tập trung hướng về anh thằng Sấm nha. Nhiệm vụ của siêu nhân đã hoàn thành. Bây giờ nhiệm vụ của mình là nhặt từng mảnh hút ghi để ghép lại thành một mô hình hoàn chỉnh nha các bạn. Phía bên kia hình như là cái đầu kìa các bạn ơi. Đây này các bạn. À, còn đây, đây là bộ phận gì? Đây là cái chân, đầu và chân. Còn cái mình nữa thì mới nối liền được hai cái bộ phận này. Ở bên kia là một bộ phận gì nữa nè các bạn ơi. À, cái này chỉ là một cái đế thôi. Ok, đế thì cho cái đế vô trước. Tiếp tục đi thôi. Ba chi tiết rồi các bạn ơi. Phần đầu, phần chân nối liền với cái đế này. Tiếp tục. Nguyên một đống này luôn. Gom vậy hết trơn luôn rồi nè các bạn ơi. Gáp ở đây luôn. Này, đây là phần thân nè. Vô em ơi. Đây là cái đầu. Vô cưng ơi. Đây là cái tay. Vô cưng ơi. Nói dài cái tay ra luôn. Vô cưng ơi. Rồi một cái tay bên đây. Là tay bên trái. Vô cưng ơi. Nói dài ra. Ok. Quá im quá im. Bộ sưu tập của mình bây giờ có thêm một bạn hút ghi màu hồng nữa rồi. Ôi các bạn ơi, là một con quái vật màu đỏ. Nó đang di chuyển đi đâu kìa. Bây giờ mình phải đi theo dõi nó nha các bạn. Rất có thể là nó đang đi tìm thức ăn. Bây giờ mình phải đi tìm người giúp đỡ nha các bạn. Chứ không thôi, nó đi tìm các con quặt. Nó ăn thịt các con quặt luôn, là tiêu. Ở chỗ này không có người các bạn ơi. Hoang vắng, toàn là cây.
đây là một cái nhà bỏ hoang, không có người, làm sao mà tìm ai giúp đỡ được. Mình mới nhớ ra là mình có một bộ Lego này, mình sẽ lắp ráp bộ Lego này thành một nhân vật siêu anh hùng để đối phó với quái vật kia nha các bạn. Phải tìm chỗ kín đáo để lắp ráp mảnh Lego này, chứ nếu không ở ngoài mặt tiền quá, con quái vật kia nó phát hiện là nó gượt mình đó. Quá nhiều chi tiết luôn các bạn ơi. Wow, đây này, nhìn bộ đồ này chắc là chúng ta đã đoán ra được đây là nhân vật gì rồi nha các bạn. Spider-Man. Hy vọng là sau khi lắp ghép xong, Spider-Man sẽ chiến thắng được quái vật kỳ lạ kia. Gắn cái mặt nạ người nhện vào nha các bạn. Nhưng mà ở đây tại sao mà có thêm một cái mái tóc này nữa nè các bạn ơi. Đây là cái vỏ xe nè các bạn ơi. Một cái vỏ xe, hai cái vỏ xe. Có vỏ xe rồi thì phải tính tới sườn xe thôi. Và đây là cái sườn xe, và đây là cái dàn áo cho nó vào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lắp xe vào, lắp cái bánh xe vào. Ok luôn. Bánh sao? Ok luôn. Chưa đứng được chứ, xe của chúng ta chưa đứng được, còn bị ngã. Bây giờ mình sẽ tìm các bộ khoảng khác. À, có thể đây là cái mà để cho chiếc xe chúng ta đứng đây. Khoan đã, từ từ, đừng gấp. Bây giờ mình sẽ cho người nhện lên chiếc xe trước. Ok các bạn ơi, mấy cái màu vàng vàng này chắc chắn là chân nhện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp những cái chân này. Cái đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ok, những cái này nó có di chuyển nữa nè các bạn. Nè, nó bẻ lại được luôn nè, rất là linh hoạt luôn ha. Rồi, linh hoạt nhưng mà cũng dễ gớt quá vậy. Rồi, đây. Ha ha, và bây giờ sẽ cho người nhận lên xe. Bây giờ mình sẽ cho người nhện lái chiếc mô tô này đi tìm con quái vật kia. Quái vật kia, nếu người mà dám ăn thịt các con vật thì người nhện sẽ không tha cho người đâu. Người nhện sức yếu. Bây giờ mình sẽ đi theo người nhện đi một đoạn xem người nhện có cần hỗ trợ gì không. Nếu không cần hỗ trợ thì mình sẽ đi tìm con vật, chẳng hạn như là con bò này nè các bạn. Nè bạn bò ơi, bây giờ bạn tìm chỗ nào ăn náo đi, tìm cái gốc cây nào mà trốn vô. Bây giờ trong lúc người nhện đang chi tìm con quái vật kia thì mình sẽ đi một vòng xung quanh đây xem có siêu anh hùng nào nó không nha các bạn. Ở phía trong kia có một cái trái gì màu đỏ, các bạn thấy không các bạn? Không biết là trái đó có ăn được không, để mình vào mình xem nha. Ở đây có một trái nè, ở trong kia một trái nữa, hai trái nè các bạn. Nhìn cái trái này rất là đẹp luôn. Wow, nhưng mà mình không biết đó là trái gì, cho nên không có ăn được đâu. Mặc dù mình đang rất là đói bụng nha các bạn, nhưng mà cái trái đó mình không biết là trái gì thì mình không có ăn. Ăn vào lỡ như nó đau bụng thì tối. Không xong rồi các bạn ơi, người nhện đi đối đầu với con quái vật màu đỏ kia không biết như thế nào, không biết thắng bại ra sao. Bây giờ lại xuất hiện thêm một con quái vật màu xanh nữa. Tình hình căng như thế này, mình phải đi tìm thêm một siêu anh hùng. Hôm nay đi ra đường, mình chỉ đem theo một bộ Lego thôi. Bây giờ không còn siêu nhân nào để lắp ráp cả. Bây giờ mình phải đi về nhà, mình sẽ lấy siêu nhân điện quang ra để lắp ráp nha các bạn. Ôi không xong rồi quý vị ơi, đây có phải là con khủng long cá sấu thời cổ đại không? Mình xem trong mấy bộ phim khoa học, khủng long cá sấu này nó ăn thịt. Còn khủng long cá sấu nó đang đứng ở ngoài đường kia, ngay cái đường mình về luôn. Mình mà ra ngoài là sẽ trở thành món mồi ngon cho nó. Bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đây, tìm chỗ nào ẩn náu để tới tối rồi mình mới đi ra được nha các bạn. Mình núp ở đây đợi trời tối, mình mà về được tới nhà là mình sẽ lấy siêu nhân điện quang ra, mình lắp ráp cho siêu nhân điện quang đi đến đây thu phục con khủng long và con quái vật màu xanh kia. Hên quá trời chưa tối, mình đã lấy được chiếc xe và bây giờ mình đang chạy về nhà. Từ đây về nhà còn khoảng 10 cây số nữa, lúc đó siêu nhân sẽ giúp đỡ chúng ta. Tìm được rồi các bạn ơi.
có cái súng này của bằng bo đó nè, mình sẽ lắp ráp ở đây. Siêu nhân điện quang này ít chi tiết lắm các bạn, lắp chút xíu là xong rồi nè. Cái mình nè, cái đầu nè, ok, lấy nét được không? Rồi tới cái tay, tay này là tay bên phải, tay này là tay bên trái. Ok rồi, dài cái tay ra. Ok, bên đây một cái loại vũ khí gì mà nhìn nó là lạ vậy. Còn cái này, ok, bây giờ mình sẽ cho siêu nhân điện quang đi thu phục quái vật. Anh siêu nhân điện quang đã phóng to lên rồi, nhưng mà bây giờ mình phải đi phía trước, chứ ở đây có hai anh siêu nhân điện quang cao to như thế này, nếu mà di chuyển thì con quái vật nó rất dễ nhận ra, thì lúc đó nó sẽ chạy trốn. Khi nào phát hiện ra con quái vật màu xanh, mình sẽ báo tin cho siêu nhân. Ok, cứ như vậy mà tiến hành nha anh Tài. Khi nào phát hiện quái vật, anh Tài cứ đến đây, hai ta sẽ không cho con quái vật kia lộng hành nữa. Anh siêu nhân điện quang đứng đợi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ việc đi tìm con quái vật màu xanh đó, và gặp rồi thì sẽ tới báo cho anh siêu nhân điện quang. Hình như là một con kỳ nhông, nó có khả năng ngụy trang rất đặc biệt, có thể thay đổi màu sắc của cơ thể giống với màu sắc của môi trường xung quanh. Con quái vật màu xanh kia nó xuất hiện rồi các bạn ơi, nó đang đi băng băng trên đường luôn. Bây giờ mình sẽ tìm hướng đi về báo với siêu nhân. Mình đã xác định được hướng đi của con quái vật đó rồi, bây giờ mình tới mình báo cho anh siêu nhân điện quang. Anh siêu nhân điện quang ơi, bây giờ anh đi theo em đi, con quái vật màu xanh kia nó đang đi trên đường kìa, nó đi hiên ngang trên đường, nó gặp ai nó cũng đánh hết anh siêu nhân điện quang ơi. Anh siêu nhân điện quang đã thu phục được con quái vật màu xanh, nhưng mà anh người nhện thì đã bị đánh bại rồi các bạn ơi. Chiếc mô tô của anh bị con quái vật kia lấy luôn rồi sao? Nhưng không sao, bây giờ anh đi chiếc ô tô này nhìn sang trọng phết đấy. Bây giờ anh hãy kết hợp với anh siêu nhân điện quang đi. Anh điện quang và anh người nhện sẽ hợp sức lại với nhau để tìm con quái vật màu đỏ kia nha các bạn. Bạn bò sữa này trốn ở đây đi, ở đây có nhiều cỏ, bạn ăn cho đã luôn đi, có nước phía sau lưng bạn luôn kìa. Cỏ với nước ở đây cứ tự nhiên, đừng có đi chỗ khác nha, chỗ khác là có con quái vật màu đỏ chưa được bị thu phục đâu. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo với sự kết hợp của anh điện quang và anh nhện đỏ.